Mẹ không có nó. Anh nghĩ là anh yêu da nha. Không. Cái gì HA gì đó. Cái là ai của ai? Chạy chạy dưỡng gì đó. Nó chạy dưỡng cho em luôn hả? Yeah. Đâu ra vậy? Ơi, bạn chạy xe. Chạy cái lanh lanh đúng không? Ai biết đâu. Cô kêu chạy đúng không? Cái nó lạnh lạnh gì đó ai biết đâu. Chạy dữ quá hả? Ai biết đâu. Không cô quá. Trắng mắt luôn. Lần đầu tiên trong trời thấy còn còn nghe cái chân mụn dữ. Hồi xưa Mia chạy Mia cũng thu 400. Cô gửi Mia 400. Rẻ mà em đóng được. Mình hỏi em còn vui ghi không vậy? Em mới xóa một đống hình. Ok. Mới khách khách. Cái này em thấy chị đó chơi anh nghiệp quá trời luôn. Thấy tội luôn á. Chơi anh nghiệp già. Dạ còn đá hổ gông nữa. Ôi vậy thôi hả? Tưởng anh Nghiệp 3 mấy tuổi không? Bị đừng có nhắc đến số tuổi của nó là đi. Thôi là tụi em có nói tụi em vô tình nghe được cái gì. Thì có sao? Thấy tội Nghiệp. Không có gì hết. Người ta không thấy gì thôi. Em nhắc lại mới thấy có gì. Thả lỏng ra đi em. Cho nên là mấy ngày nay cố gắng gây thù đúng không? Đúng. Thả lỏng ra. Hàng nó lấy mụn có một khách mà nhìn người đấy. Nhỏ chuẩn bị sang chấn tâm lý.
chị ấy đó, của bà Thảo, bà gì đó, bà gì mua không? Ờ. Nó đang cảm bộc lộ cảm xúc nghe không? Trời ơi. Gì thì ghê vậy dẹp. Bao nhiêu 26.000. Ghê vậy. Có không ta? 26 hay 25 quên rồi. 25.600 hay gì á. Nó cứ lên đều đều đều. Mà tỉnh nước ngoài không? Mà giờ nó lên tới 1 triệu em đi bộ đội là hồi. 100.000 có lúc bạc rồi. 1 triệu là lúc vàng à? Ừ. Thế tôi đây cần lúc bạc thôi.
gần hết chưa chị? Gần hết rồi. Sao vậy? Đau. Không chịu nổi nữa hả? Chờ em được làm ạ. Đức Thắng nè. Nghiệp sáng rồi chắc chưa làm được cái gì đúng không? Có xong một cái clip tóc rồi. Thế bây giờ chị ăn có đăng gì đâu? Thì đúng rồi, em đăng. Không, em mới xét lại cái thời gian hôm qua thôi. Em chịu nổi cái mũi ông nhìn thì phải biết chứ trời. Gracias.